Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cái sự kiện vòng quay 12 của các bạn. Đưa đầu chỉ 3 quân hy thôi, để mình làm thử 3 lượt quay kia nó có dựng ma có hơn không nè. Ô, được 5 quân hy ma quái. Trời ơi, tưởng ra cái skin này chứ. Lần nữa các bạn ơi, lần cuối. Ý rồi, lần này lỗ nặng luôn các bạn ơi. Thôi hết rồi các bạn ơi, video mình đến đây là hết rồi. Các bạn xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Và đừng quên nhấn chuông nhận thông báo những video mình mới ra mới nhất các bạn nhé. Bye bye các bạn, chúc các bạn nha.